Đó, nghiệp nhé, diễn bác đây tám là điểm. đó, công Wow. nghiệp bác đây chưa đâu. Đây, đâu mà be có quý đó mà. Cái gì đâu mà. À, cho mấy Ui người cùng á, dứt. Rồi, chồ. anh em Công mình nghiệp nó chết nhanh che lên nào. được không? Ủa sao cơ vậy em? Sao chứ, ấy sao? Anh nói là cái món này là em ram mà ram giòn giòn như bữa clip của em á Đó, chứ. đó, 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 đồ ăn nhậu phải làm luộc mẹ cho nó nhanh mẹ. Ai ở không đâu, ai rảnh đâu. Đồ quá. Thôi Không. dứt đi, làm đi nói rót với mày. Chù nhức nữa não không ơi, Làm chết rồi. chỗ đấy giờ. Cho tao đi Chù chơi về làm. làm thử miếng thử coi Này các thử. bạn, nghĩ sao mình Nè, giờ ngưng cục đá chia đi à. nghĩ sao các bạn mình lại là Vinh nè các bạn. Bây giờ nha, mình sẽ thực hiện một cái màn choi với hình thiết Khmer nha các bạn. Mình cũng đã có mua một cái miếng thịt này các bạn, đó, thịt ba chỉ. Mà mình nghe những clip mà của thằng Thiết á, thì nó sẽ làm một cái món ăn thịt ba chỉ làm giòn giòn rất là ngon nha các bạn. Nên mình sẽ sử dụng cái miếng này và mình sẽ lên cho thằng Thiết nha các bạn. Rồi, ok, không liên thiên dài dòng nữa. Let's go, đi thôi. Các bạn ơi, bây giờ mình đã tới quán của Thiết rồi nha các bạn. Là có kìa các bạn. Bây giờ mình sẽ vào mình coi lên nữa nha các bạn. Các bạn coi cái đây màn đây mà các bạn coi hết clip nha các bạn. Cực no bụng luôn các bạn, đi các bạn. Về đi tìm cho mình nha. Chào em. Đấy. Nói chung lên quán em đồ lên đi nhậu với làm gì đâu. Ê vợ vợ vô ra. Rồi lạnh lạnh vô đi, xuống lên vậy sẵn điện em trước. Sẵn điện em. Thì điện. Quen như vậy. Hôm sẵn quen nay như vậy. thì lên đây làm ẩm thực đồ, lên đây giao lưu với em đồ một chút, kiếm làm lại ẩm món thực tự gì. nhiên lâu có nhậu làm ẩm thực rồi giao lưu lại sao? Câu nữa không cần phải bị thịt cầu. Em chứ công giờ chuẩn bị đi 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 review rồi. Đi review rồi. Không bị thịt đâu. Đi vậy. Đâu. Đi vậy. Không bị thịt. Bây giờ làm lên làm ẩm thực review lung tung hết á. Giờ ok. Anh đi về nhà vợ anh. Tôi năm nay hơn 70 tuổi mà tôi chưa gặp cái trường hợp nào mà nó như thế này cả. Nó anh em thì ở đây nó nói với anh bao nhiêu lần rồi. Đủ gì vậy? Đem gì vậy? Bé chị nghe nói em là làm bữa clip đem về giờ anh cao comment đem. À, ý là tôi chung em mày làm từ giờ em đi công việc đâu trời gió lạnh anh này lên đây nhớ em mày lên quán đồ đây kiếm bậy gì đó làm rai rai rồi chơi đồ nghĩ sao đây sao anh đem đâu nếu mà anh lên đây chơi em á thì ok anh em mình vô bàn làm và ly chơi không đây khổ quá em nghĩ không được vậy được. Sao giờ vô đó. Mẹ anh đem làm gì tôi thấy không tôi mệt quá anh đi em có giỡn đồ em mệt quá hả nư quá thì có nhiều lần rồi thiệt nó mệt nói chuyện đó luôn phát được lên rồi giờ lên ăn nữa nè bây giờ là làm cái món bây giờ em làm gì em... gì trong cái menu em có là làm có là thâu dịch che anh đem về tự nhiên đem thịt lên bữa em biết ra biết sao khi mà lật mà lù rồi em đâu thấy cái món mà ba chỉ chiên giòn đâu ba chỉ chiên giòn chấm như mắm nêm nữa thiệt ngon em luôn biết quán em có mà tự nhiên anh vô làm giờ anh coi clip em thấy em làm em ngon quá làm giờ. Nào clip nào clip mà em tâm sự với vợ ngầu ăn đó anh nhớ ý là anh em cũng bỏ hết thời gian đồ công sức đồ để lên trên tới đây sao anh lên quán em mà anh không dùng mà anh cứ đem đồ lên vậy anh ngon hả thì anh cũng muốn tình cảm anh em mình nó làm một món gì đó anh em mình nhắm rồi vài ly rồi cho vui chứ nhưng mà mình anh đang nghe là cái em thích anh đó không em anh đang ăn xong cái người mày anh mà vô mà làm luôn đi em thì đương nhiên em với anh Thiết đồ ăn luôn chứ cho nó vui chứ món gì thì giờ anh muốn làm gì thì món cái món quay á quay y như bữa đó clip của em đó clip nào clip mà làm cũng heo quay như bữa em nấu cho vợ em ăn à như bữa nấu cho vợ em ăn á đâu có chịu khó giúp cho em đúng không hả anh cho em đúng không cho được nào đây
Rồi, ok, ok. Rồi, anh vô bàn anh ngồi chờ em. Rồi, ok. Đó, các bạn ơi. Rồi, ok rồi, Thiết đã đem vào rồi nha các bạn. Rồi, đỡ mình sẽ ngồi đây, mình sẽ chờ Thiết đem món ra. Mình sẽ review cái món mà Thiết thường ăn, Thiết bữa Thiết làm ăn nha các bạn. Vô. Lúc mà dân lao gì mà uống rộng hay hả? Ủa Thiết, cái món của nãy đó lâu không em? Lâu gì vậy? 5 phút nữa có. 5 phút hả? Ừ, ngồi. Rồi. Ủa cái món đó, nó... anh nghĩ nó kỳ công lắm chứ đâu phải hả? Anh nghĩ cái món đó nó kỳ công lắm chứ đâu phải sao 5 phút món nhanh em. Cái ngờ của em. À. Cho biết khác, anh khác. Dạ anh tin em không? Tin gì sao không tin? Anh hỏi gì vậy? Tin gì sao không tin? Để thôi anh vô anh làm đi. Tin gì sao không tin? Đâu vậy? Đợi vô hình như nhiều khi nó xong rồi, đợi vô trước là em ra liền hả? Đủ. Công nhận nhanh thiệt. Mà sao nhanh dữ ta? Không biết rồi. Cái món đó nói chung nãy anh cho anh Thiết á. Chờ cái món đó anh nghĩ sao lên quán mà cứ đem đồ luôn, chứ bữa giờ chứ luôn. Đều đều. Mà chú trách nhà của sao không lên đuối gì vậy? Yeah. Trời đó mà. Mình trôi mới dạy chứ. Mình chơi nghĩ sao đi lên quán mà không làm mày biết vậy. Có anh nhận rồi. À vậy vậy thôi. À rồi, ok. Rồi bây giờ Thiết chuẩn bị nó đem đồ ra nha các bạn. Chút hấp dẫn quá, ok luôn. Kìa. Nắm nút nhạc. Đó, kìa Thiết qua đây là. Tay! Vô tay! Công nghiệp vấn đề xem đâu. Đây, đâu mà be có quý đó mà. Cái gì đâu mà. Quay trồ. Nhưng mà anh ngưng cục quá, dứt. Trùng vô tết xe rồi. Ủa sao kỳ vậy em? Sao chứ, ý sao? Anh nói là cái món này là em ram mà. Ram giòn giòn như bữa clip của em á chứ. Đồ ăn nhậu rồi làm luộc mẹ cho nó nhanh mẹ. Ai ở không đâu, ai làm. Đồ quá. Thôi chứ đi, làm đi nữa, rót với mày. Đồ nhức nước não không ạ? Chó rồi đấy giờ. Chù giờ làm. Làm thử miếng thử coi. Này các bạn, nghĩ sao mình Nè, giờ ngưng cục đó chia ra. Nghĩ sao các bạn mình. Định ngon. Trời ơi. Anh nhảy cho nó đẻ nó ngon lắm. Nghĩ sao anh kêu em ý là làm ram á chứ không phải làm vậy. Em trả được rồi. Nghĩ sao vậy trời, chết rồi. Làm nó không giúp bụng à. Thậm chí nó đều đều dữ không? Sao em công giờ em thấy sao nói nãy mình nói đâu phải là nói làm luộc như vậy đâu. Nói vô làm đi. Nói vô làm, nào nói vô làm. Có ăn được đâu, ăn mới. Mày đem lên à, không lấy cái màu không quán là để điên rồi kêu rồi muốn làm cái này cái kia nữa. Vô vô làm luôn đi. Trời ơi, nghĩ ui, đây là ba chỉ làm. Ngon chưa? À, tao có nói cái chấm mắm này ngon mà không cần nó làm gì nhiều đó. Gì ạ? Thấy không? Mua cái lần nữa nha anh Văn. Tao định đậu cái quát bao thành những cái món luộc mà toàn là món luộc không à. Thịt luộc, cái gà luộc, cái gì cũng luộc hết á. Để làm cái gì cũng tất cả các món luộc. Món sở trường là luộc mà đi nha. Đồ gà nghỉ. Mà mua thịt bò nha anh Văn. Hả? Mua thịt bò là nha. Để mua cái gì là em cho biết anh riêng anh từ hôm nay anh muốn mua cái gì là em cho biết đó. Đó, để đâu. Thì cái món ý là anh nói là giòn, cái ve nó giòn giòn rồi người cắt ra cục cục đồ vậy á, ý vậy. Chù kìa. Đâu, đây hình như là Thiết nó choi lại mình rồi các bạn ơi. Nghĩ sao mà cái món này mà anh mẹ anh đòi cho em. Cái món này tính anh quen mà. Chù kìa, cái món này mà nghĩ sao mà giờ choi đủ ngon rồi, anh mà mày từ lấy sức rồi chứ mày ăn lấy phân rồi sao vậy? Từ mày ăn mày nhậu cho mày không có món nữa nha. Không thôi mày ăn cái đó anh đợi cho anh và anh kêu món khác. À, đâu. Thôi mình thất bại các bạn ơi. Vô lý. Không, nói chung mình cũng choi Thiết mà ai ngờ Thiết nó chơi lại mình như cú đeo quá các bạn. Cái rượu không chết đâu. Không, dẹp đi tắt đi. Thôi nha các bạn. Thôi nha các bạn, thôi chắc mình cũng kết thúc clip tại đây nha các bạn. Kết thúc clip đây nha các bạn ơi. Chu gia mình nghĩ sao là mình đem món này lên nói Thiết chế biến là cái món là thịt ram chứ không phải làm cái món như vậy. Đây nè các bạn nghĩ sao? Đây. Đó. Đáng rồi, liu liu bém. Thôi mình cũng kết thúc clip đây nha các bạn.